Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột ở tại Ukraine ngày hôm nay thì chúng ta biết về cái chiều hướng đầu tiên là quân đội Ukraine tổn thất rất nặng, cho nên tính cái ngưỡng người ta gọi là hoãn binh bằng việc là chuẩn bị tung ra một đòn gọi là cú đấm thép vào lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Cho nên tạm thời dừng phản công trong phạm vi nhiều ngày tới, tức là 7 ngày tới đấy. Nhưng mà quân đội Nga đâu cho Ukraine đứng yên vị để chờ đợi viện trợ đến phương Tây. Nga đã xóa sổ một cái cơ sở hậu cần quan trọng trọng yếu nhất của Ukraine ở miền Tây, đó là Lavrov đấy, đã bị tấn công. Trong đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20 thì còi báo động không kích đã vang lên trên toàn bộ lãnh thổ của Ukraine. Nó cũng là một hồi chuông cảnh báo cho tập thể phương Tây là mọi kế hoạch hỗ trợ cho Ukraine đã thất bại. Con đường cho Ukraine bây giờ chỉ còn một là đầu hàng vô điều kiện. Phương Tây thì không cam chịu thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine và càng không thể chấp nhận chiến thắng của Liên bang Nga, vì đó là con đường khai tử nhanh nhất cho đồng đô la cũng như là cho vị trí bá quyền của Hoa Kỳ. Đó là về xung đột diễn ra tại Ukraine. Còn về bàn cờ quân sự trên giới, người ta vẫn đang quan tâm tới chuyến công du của ông Lincoln tới Bắc Kinh. Ông Lincoln thì đã có một cái yêu cầu là Bắc Kinh hãy kìm chế sự, người ta gọi là kìm chế Triều Tiên ấy, sử dụng ảnh hưởng của mình để kìm chế Triều Tiên. Thông điệp đấy cho thấy bản thân Mỹ và đồng minh đã thất thế, không thể đe dọa và hù dọa áp lực được Triều Tiên thông qua các cuộc tập trận quy mô lớn bắn đạn thật. Một cái điểm nữa là ông Lincoln cũng nói rằng là Mỹ không ủng hộ cho Đài Loan độc lập, nhưng Trung Quốc thừa hiểu đây chỉ là kế hoãn binh của Hoa Kỳ, chứ bản thân Hoa Kỳ rất muốn Đài Loan độc lập, rất muốn đồn trú quân sự ở trên Đài Loan để kìm chế sự phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc biết, nhưng đây được gọi là chuyến đi hoãn binh của Hoa Kỳ. Và ngay sau đó thì Tổng thống Biden đã nói là quan hệ Mỹ-Trung đang đi đúng hướng. Không biết là có đúng hướng hay không, nhưng mà Trung Quốc vẫn là mục tiêu số 1 để Hoa Kỳ cần phải thực hiện con đường kiềm chế tốt nhất và xây dựng trở thành con ngáo ồ ngày càng sâu rộng hơn ở trên bàn cờ quân sự thế giới. Tổng thống Joe Biden tuyên bố là quan hệ Mỹ-Trung đang đi đúng hướng trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Ông ấy đã làm rất tốt để Tổng thống Joe Biden bình luận về chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Lincoln tới Trung Quốc vào cuối tuần qua, trong hai ngày 19 và 20. Chúng tôi đang đi đúng hướng này, ông Biden nói thêm, đề cập mối quan hệ với lại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ cho biết là ông đã nhận được thông tin cập nhật về cuộc gặp của Ngoại trưởng Lincoln với nhà lãnh đạo Trung Quốc thông qua Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng ông Sullivan. Cuối tuần qua thì ông Lincoln đã có chuyến đi được chờ đợi từ lâu tới Bắc Kinh để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình, trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ mô tả các cuộc hội đàm với phía Trung Quốc mang tính xây dựng, nhưng ông lưu ý rằng là Trung Quốc không đồng ý khôi phục các kênh liên lạc giữa quân đội hai nước để xử lý tình huống trong trường hợp xảy ra đó là khủng hoảng. Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Lincoln ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết là thế giới cần một mối quan hệ chung Mỹ ổn định và việc hai nước có thể tìm ra con đường đúng đắn để hòa hợp với nhau hay không đều ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của nhân loại. Ông Tập Cận Bình khẳng định là Trung Quốc luôn hy vọng chứng kiến mối quan hệ Trung Mỹ ổn định và vững chắc. Ông cũng tin tưởng hai nước có thể vượt qua khó khăn và tìm ra con đường phù hợp để hòa hợp với nhau dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau này, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Trung Quốc tôn trọng các lợi ích của Mỹ và không tìm cách để thách thức hoặc là thay thế Mỹ. Đồng thời, Mỹ cũng cần tôn trọng Trung Quốc và không làm tổn hại đến các quyền và lợi ích vận mệnh của đất nước đó Trung Quốc và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Nhưng bản thân Hoa Kỳ thì lại không muốn điều đó. Bây giờ thì Hoa Kỳ đang gật đầu đồng ý hoãn binh thôi, vì tổn thất quá nặng ở tại Ukraine. Mà vị thế ở trên bàn cờ quân sự thế giới Hoa Kỳ đang mất. Trung Đông thì khẳng định là không còn cái ngai vàng của Hoa Kỳ nữa rồi. Con đường phi đô la hóa đang lan rộng khắp mọi nơi. Tình hình ở tại Ukraine thì đang giao tranh rất ác liệt. Trước tình thế như vậy thì đảng chính trị của Đức lại kêu gọi là giải tán EU, không cần tồn tại của EU nữa. Trong khi Quốc hội Mỹ vừa rồi yêu cầu là giảm viện trợ 2,5 tỷ đô, và đương nhiên 2,5 tỷ đô này sẽ dành cho châu Âu, thì đảng chính trị của Đức kêu gọi giải tán EU. Đảng cánh hữu giải pháp thay thế cho nước Đức, viết tắt là AfD, ủng hộ việc giải thể Liên minh châu Âu có kiểm soát và thành lập một cộng đồng kinh tế mới thay thế. Theo chương trình dự thảo của đảng trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, được báo chí của Đức đưa tin, sự kiên nhẫn của chúng tôi với EU đã cạn kiệt. Do đó chúng tôi đang cố gắng giải thể EU một cách có trật tự và tạo ra một cộng đồng kinh tế châu Âu mới vì lợi ích một liên minh các quốc gia châu Âu. Theo tài liệu dự thảo do đảng đệ trình cho Ủy ban Liên bang về vấn đề của châu Âu. Theo các tài liệu ấy, thì EU với và giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu từ lâu đã xa rời những ý tưởng ban đầu của những người sáng lập cộng đồng châu Âu, biến Liên minh châu Âu thành một cấu trúc phi dân chủ, thu hút ngày càng nhiều bạo lực và được quản lý bằng một bộ máy quan liêu không được kiểm soát. Liên minh châu Âu là một liên minh kinh tế, nhưng đến bây giờ nó đang trở thành một liên minh quân sự, một liên minh quốc phòng, đang tăng cường nguồn viện trợ không để phát triển kinh tế, mà để hỗ trợ cho Ukraine nhằm chống lại Nga và phá hủy chính châu Âu. Châu Âu sau khi mà ký một cái thỏa thuận với lại NATO đã tự đặt cả liên minh dưới trướng của Hoa Kỳ do Hoa Kỳ chỉ đạo. Cho nên bản thân châu Âu nó không còn cái giá trị ban đầu của nó nữa. Nó không tồn tại nữa. Trong khi đó vấn đề Ukraine thì chiến lược của Nga sử dụng nhằm đánh bại cuộc phản công của Ukraine. Nga đang sử dụng cùng một lúc ba thứ vũ khí ở trên chiến trường trước cuộc phản công lực lượng của Ukraine. Thứ nhất là mình, thứ hai là pháo, thứ ba là máy bay chiến đấu. Hệ thống phòng tuyến đồ sộ, nhiều bẫy mà Nga đã dày công xây dựng đã khiến cho đà tiến công của lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất vô cùng lớn. Mục đích của Nga là tạo thế dồn quân Ukraine vào tử địa. Quân đội Ukraine ngày hôm nay tấn công ở mặt trận Zaporizhia cũng rơi vào tử địa. Đó là những trận địa gài mìn của Nga, pháo binh của Nga. Mà dồn quân về miền đông thì rơi vào những điểm ổ hỏa lực của Nga. Nga rút quân để cho Ukraine thừa thắng xông lên, buộc Ukraine phải tăng chi viện quân đội cùng khí tài về nơi đây để giữ lại những vùng đất đai mà họ vừa kiểm soát được. Và sau đó là những màn tấn công bằng đạn pháo quy mô lớn, khiến cho Ukraine tiếp tục lại bị tiêu diệt như đã bị tiêu diệt ở tại Bakhmut. Đây được gọi là chiến thuật của Nga tạo thế dồn Nga, dồn Ukraine vào thế tử địa. Khi Ukraine chuẩn bị chiến dịch phản công bằng cách thu gom vũ khí phương Tây và gửi binh sĩ sang NATO để đào tạo, thì Nga đã có ít nhất 7 tháng chuẩn bị cho giai đoạn có khả năng mang tính quyết định đối với xung đột Nga và Ukraine. Vào thời điểm này thì Nga đã sẵn sàng và về lực lượng dự bị pháo binh này, yểm trợ đường không, đạn dược và nhiên liệu tích trữ, cũng như là đã thu mua được nhiều máy bay không người lái để thực hiện cho cuộc chiến dịch. Không những vậy, quân đội đã cày sâu vào lãnh thổ họ chiếm được ở miền nam Ukraine, đào những tuyến chiến hào ấy dài và dựng lên các công sự vững chắc dọc theo chiến tuyến khoảng 1.000 cây số từ tỉnh Zaporizhia cho đến tỉnh Belgorod của Nga. Giới chuyên gia quân sự cho rằng mạng lưới phòng tuyến đồ sộ của Nga khó tránh khỏi có những điểm yếu, nhưng cho đến nay nó đã làm tốt nhiệm vụ làm chậm đà tiến công Ukraine và gây tổn thất nặng cho lực lượng và binh sĩ cùng với khí tài mà Ukraine thực hiện trong cuộc phản công vừa qua.
Chiến dịch phản công Ukraine với mục tiêu là đẩy Nga ra khỏi những vị trí trước tháng 2 năm 2022. Đây là mục tiêu. Nhưng mục tiêu này đang đi ngược lại mong muốn và ý nguyện của họ, mà đang tạo ra sự tổn thất vô cùng lớn trên chiến trường. Lực và thế của Nga đã thay đổi. Phương Tây viện trợ ồ ạt cho Ukraine, nhưng không chống lại lực và thế của Nga trong bối cảnh hiện tại. Tập thể phương Tây cũng chỉ có thể dương mắt ếch và tiếp tục nhìn lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Ukraine bị tổn thất và chiến thắng dành cho Nga. Trong những tháng trước, báo chí phương Tây, tình báo Ukraine đã sử dụng Wagner giống như một quân bài để nhằm chia rẽ và hoang mang dư luận cũng như là binh sĩ Ukraine ngoài chiến trường. Kế sách này của Ukraine và phương Tây cũng thất bại bằng việc đã đăng xuất hơn 50.000 binh sĩ Ukraine ở mặt trận Bakhmut. Và nhiều khí tài phương Tây viện trợ cũng bị hỏa táng ở trên chiến trường. Đây gọi là tổn thất không thể bù đắp lại được từ lực lượng vũ trang Ukraine, và phương Tây không thể hậu thuẫn được. Chính trị gia Ukraine tuyên bố về đòn mạnh mà Putin giáng vào Zelensky. Một chính trị gia của Ukraine tuyên bố. Thực ra cái đòn này là giáng vào Nhà Trắng. Tổng thống Nga Putin đã hoàn toàn làm mất uy tín của Zelensky khi đưa ra công khai dự thảo hiệp ước Interpol với Kiev được ký tắt vào năm 2022. Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine, của cựu Tổng thống Ukraine chia sẻ, Zelensky giờ đang như một vị vua cởi chuồng. Putin đã lột trần và đưa ông ta lên sân khấu cùng với chính phủ của mình. Lột trần về một bản chất chủ nghĩa tay sai của chính quyền Kiev. Đáng lẽ Ukraine đã có hòa bình, nhưng vì nghe theo mệnh lệnh của Liên minh Anh Mỹ, vì phải tuân theo mệnh lệnh và kế hoạch của Nhà Trắng, mà Ukraine đã xé bỏ hiệp ước đó và tiếp tục chiến đấu bằng vũ khí của phương Tây, tiền bạc của phương Tây. Đây là bản chất của một chính quyền tay sai phát xít toàn diện mà ông Zelensky đã bị ngài Putin lột trần truồng. Nhà khoa học chính trị lập luận tài liệu được đưa ra đã đặt Zelensky, chính phủ của ông và Ukraine vào một tình thế rất khó khăn. Và nếu không có một kế hoạch hành động thích hợp để thoát khỏi, thì lựa chọn tốt nhất sẽ là nhà lãnh đạo Ukraine trốn khỏi đất nước. Chế độ ông Zelensky đã tự kiệt quệ, thế là xong, ông ấy không thể tiếp tục, đã bị mất uy tín. Tất cả mọi thứ đã bị lột trần về bản chất của một chủ nghĩa tay sai toàn diện. Ông Zelensky đang phối hợp với đồng minh chư hầu của phương Tây, đang tiếp tục nghiền nát chính đất nước của mình và đưa quần chúng nhân dân Ukraine tới nơi tự sát. Với số lượng khí tài ít ỏi, binh sĩ chưa được huấn luyện đẩy ra chiến trường, thì nó là con đường tự sát chứ không phải là con đường mang lại hòa bình cho Ukraine. Sau 16 tháng diễn ra xung đột, những gì phương Tây hỗ trợ cho Ukraine nhận về là một bãi chiến trường đổ nát, nhận về là những thảm họa nhân đạo, nhận về là sự thất bại và đuối sức ở trên chiến trường, khiến nước tập thể phương Tây phần nào đó cũng hụt hơi, đuối sức trước Liên bang Nga. Ngay như việc Nga triển khai hệ thống tên lửa hạt nhân tầm trung ở tại Beirut đã đe dọa không gian an ninh toàn diện của NATO rồi. Và ngài Putin cũng đã đưa ra một điều kiện để Nga rút vũ khí hạt nhân khỏi Beirut. Nó chính là việc Mỹ sẽ làm điều đó tương tự ở tại châu Âu, thì Nga sẽ rút tên lửa hạt nhân chiến thuật khỏi Beirut. Hoa Kỳ thích chơi theo tiêu chuẩn kép. Khi mà Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở tại Beirut, thì tập thể phương Tây lên án và quan ngại. Trong khi đó bản thân phương Tây, bản thân EU ấy, thì lại đang cho Hoa Kỳ triển khai vũ khí hạt nhân ở những quốc gia phi hạt nhân. Hoa Kỳ sợ hãi quốc gia khác hỗ trợ vũ trang cho Nga, nhưng tập thể phương Tây lại tăng cường viện trợ vũ trang sát thương cho Ukraine. Thứ tiêu chuẩn kép độc tài cai trị của phương Tây, chủ nghĩa đơn cực phương Tây không thể tiếp tục tồn tại. Mọi thứ cần phải đóng băng và khép lại thế giới đơn cực, mở ra thế giới đa cực. Để minh chứng cho một thế giới đa cực toàn diện
đã và đang lan rộng ở trên toàn cầu. Đó là các nước Ả Rập đang tìm kiếm loại tiền tệ khác thay thế cho đồng đô la. Thay thế cho đồng đô la. Các nước Ả Rập cần xuất khẩu của Nga, cần xuất khẩu của Nga do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Việc họ sử dụng đồng tiền quốc gia hoặc tiền tệ của các nước trung gian, đặc biệt là Trung Quốc sẽ tăng lên. Chuyên gia tiến sĩ của Ả Rập, Trung tâm Nghiên cứu cấp cao ấy, đã chia sẻ điều này với Sputnik. Và điều hiển nhiên Ả Rập làm ăn với Nga trong kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ sử dụng đồng tiền, tức là đồng tiền nội địa, tức là đồng tiền rúp của Nga và đồng tiền của Ả Rập. Do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga ấy, một hệ thống tài chính mới trong các thanh toán quốc tế đang được hình thành trên thế giới, dựa vào các loại tiền tệ khác chứ không phải đồng đô la của Mỹ. Nga xuất khẩu các sản phẩm quan trọng như ngũ cốc, dầu mỏ, khí đốt, vũ khí này, đó là thứ mà các nước Ả Rập cần. Điều này tạo ra nhu cầu thực hiện các giao dịch thương mại bằng tiền tệ quốc gia trực tiếp, ví dụ như trong trường hợp với Ai Cập. Đây chính là xu hướng phi đô la hóa và thế giới đa cực đang mở rộng. Hoa Kỳ không thể cản bước cho quá trình này. Xu hướng mới, theo ông, việc đồng USD tăng giá so với tất cả các loại tiền tệ trên thế giới do lãi suất tăng cũng buộc các nước phải tìm kiếm một loại tiền tệ thay thế cho đồng USD trong các giao dịch thương mại, đặc biệt là trước những dấu hiệu khủng hoảng nội bộ ở Hoa Kỳ. Xu hướng từ bỏ đồng đô la Mỹ, đô la Mỹ ở nhiều quốc gia đang gia tăng. Ngoài ra, mong muốn của các quốc gia tham gia BRICS và quyết định tiềm năng của tổ chức này về việc giới thiệu một đồng tiền chung mới tại hội nghị thượng đỉnh ở Nam Phi vào tháng 8 dẫn đến kết quả tương tự giảm việc sử dụng đồng đô la ở trên thế giới. Đây chính là tiến trình của trung tâm nền kinh tế mới nổi tạo dựng một thế giới đa cực toàn diện phi đô la hóa ở nơi đó. Bước đầu tiên là thanh toán một đồng tiền quốc gia và sau đó là một đồng tiền phi tập trung siêu quốc gia khác. Trên cái tiến trình như này, Hoa Kỳ không một cơ sở nào để gây sức ép, không một cơ sở nào để thúc đẩy giao dịch đồng đô được. Hoa Kỳ dựa vào cổng thanh toán SWIFT cho nó là độc tài, độc tôn của mình. Thì đến ngày hôm nay công nghệ không còn độc quyền, mọi thứ đang thay đổi. Thì việc này cũng sẽ thay đổi theo bằng nhiều cổng thanh toán khác nữa, chứ không phải chỉ có SWIFT mới sử dụng được. Hoa Kỳ bất lực trong con đường này. Trong khi đó, bản thân tập thể phương Tây trong chiến dịch quân sự đặc biệt Nga và Ukraine đã áp đặt 13.000 lệnh trừng phạt. Trong đó có lệnh trừng phạt rất quan trọng là không được xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao cho Nga. Đó là chip, chất bán dẫn đấy, không xuất khẩu sang, để ngăn chặn những ngành công nghiệp cao của Nga, công nghệ cao của Nga sẽ bị sụp đổ, và đặc biệt ngăn chặn Nga phát triển ngành công nghiệp nghiệp quốc phòng. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay có một cái thông tin cũng rất đáng buồn dành cho Hoa Kỳ và đồng minh châu Âu là Nhật cung cấp chip cho Nga bất chấp lệnh trừng phạt. Các chất bán dẫn của các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn đang đến Nga và lách lệnh trừng phạt được áp đặt ngay sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Báo Nikkei cho biết việc này. Theo Nikkei thì Nga đã nhập được ít nhất 2 triệu con chip từ Nhật Bản, trị giá khoảng 11 triệu USD. Đồng thời, Trung Quốc bao gồm cả Hồng Kông chiếm hơn 70% lô hàng, tiếp theo là Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Con đường để Nga nhập được chip hay bất kể sản phẩm nào ở bên ngoài là theo con đường nhập khẩu song song thông qua quốc gia thứ ba. Và trong gói trừng phạt thứ 11 đầu tiên của châu Âu ấy, có đưa ra cái biện pháp trừng phạt này là giáng lên quốc gia thứ ba, nhưng mà sau đó đã không thông qua được vì đó là con đường tự sát toàn diện. Vậy thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy đến chip còn Nga còn nhập khẩu được, thì 13.000 lệnh trừng phạt của phương Tây đã rơi vào tình trạng phá sản và thất bại toàn diện. Chính tập thể phương Tây đang tự đóng băng chính mình chứ không phải là đóng băng được Liên bang Nga. Trong tình thế như vậy thì NATO lại báo tin cực buồn cho Zelensky. Đức thì đưa ra lời cảnh báo dành cho NATO.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố NATO nên chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài giữa Nga và Ukraine. Còn Tổng thư ký NATO Stoltenberg tuyên bố là sẽ không cung cấp tư cách thành viên cho Ukraine tại chương trình thượng đỉnh ở tại Litva. Đây được coi là một cú đòn giáng vào Ukraine ngày hôm nay, sẽ làm cho ông Zelensky vô cùng buồn và thất vọng. Ông Zelensky đã từng gửi tối hậu thư cho NATO, thực tế thì là đe dọa rằng nếu như không cấp cho Ukraine một cái lộ trình cụ thể trở thành thành viên của NATO thì ông Zelensky sẽ không tham gia chương trình thượng đỉnh ở tại Litva. Đe dọa nó như vậy mà. Theo như National News ấy, người đứng đầu liên minh NATO, ông Stoltenberg khẳng định là Ukraine sẽ gia nhập NATO khi thời điểm thích hợp, nhưng sẽ không được đề nghị trở thành thành viên tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới. Tuyên bố của ông Stoltenberg được cho là sẽ khiến Tổng thống Zelensky cực kỳ thất vọng, vì nhà lãnh đạo Ukraine từng được cho là đã đe dọa không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở tại Litva vào tháng 7 tới. Hai ông Stoltenberg và Olaf Scholz đã gặp nhau ở tại Berlin khi công tác chuẩn bị được đẩy mạnh cho hội nghị thượng đỉnh 31 nhà lãnh đạo NATO ở tại Litva. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến ở tại của NATO ấy, là thúc đẩy việc tăng cường chi tiêu quân sự. Đây có vẻ một thông tin đáng buồn dành cho Ukraine hay không? Ukraine đang cần một tư cách thành viên. NATO không trao tư cách thành viên cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh là một trong những tuyên bố khẳng định của ông Stoltenberg với chính quyền Kiev. Và đây cũng là một trong thông điệp để khẳng định Zelensky và chính quyền Ukraine ngày hôm nay chỉ là một quân bài và quân tốt thí để cho bản thân tập thể phương Tây sử dụng nhằm làm suy yếu Liên bang Nga, không hơn không kém. Kết quả Ukraine sẽ chiến đấu vì phương Tây tới người Uka cuối cùng, và cuối cùng là thống nhất dân tộc Nga và Ukraine. Kế hoạch phương Tây không nằm ngoài tất cả mọi chủ tính đến từ Điện Kremlin, cho nên kế hoạch của phương Tây sẽ thất bại là điều hiển nhiên. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.